Ok, hello tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quay VTV. Thì như anh em đã biết thì đây là cái bể X mà tôi đã tự tặng sinh nhật mình và đặt 18 tháng 8 ngày sinh nhật tôi. Và tôi đã đăng sau đến mấy ngày là khoảng tầm 2 mấy gì đấy. Đó, thì từ tháng 8 đến bây giờ là nó rơi vào khoảng tầm 3 tháng à. Bây giờ gần cuối tháng 11 rồi. Thế là 3 tháng rồi. Và đây là cái bể X đấy sau 3 tháng. Thì thực ra mọi người cũng dự đoán là Tây chết này kia thì cũng đúng thôi. Đấy. Cá thì chết thì mình cũng không lo lắm, Tây chết cá chết không lo lắm, mình chủ yếu là mình nuôi ếch. Đó, mình nói cho các bạn như vậy. Thì bọn ếch này thì mình cũng đã nói trong clip trước, nó là cái loại mà nó sống ở trong cái vùng nước nó bị nó tù ấy, cái ao nước tù ấy. Nó không phải là cái loại cái nước mà kiểu nó chảy từ nơi này sang nơi khác xong rồi nó thông với nhau ấy. Cho nên là kiểu như nước bẩn thì bọn này là không vấn đề gì cả. Đấy. Nhưng mà sau một thời gian bọn ếch này nó phá quá thế à, và nước nó đục quá thì cá nó không sống được. Thế là mình đã phải mua thêm một bộ lọc nữa. Đấy, bộ lọc này. Lọc này mua mất 200 mấy rồi vậy. Làm sao? Làm sao? Cũng mua lọc tặng sinh nhật luôn à? Đợt đấy vợ tôi nó đi ở Hà Nội đây không được về Bắc Ninh, ở nhà lụt thủ một mình chán quá đi mua cái bể này về chơi. Và sau khi khoảng tầm 3 tháng nuôi con ếch thì tôi đã mua được thêm một con ếch cái khác đấy. Vợ tôi mua cho con ếch cái con đầu tiên mà mình mua từ đợt tháng 8 nó là con ếch đực bé hơn, và đây mình đã mua thêm con ếch cái. Không biết sau này nó có đẻ được không, nhưng mà mình cứ đẻ chung này thôi, thoải mái. Hơi ít cá. Thì trời ơi, từ lúc nuôi đến bây giờ một tháng là mình mua cá một lần. Kiểu như là mỗi lần mình sẽ mua khoảng 5-6 con cá thì đấy là rẻ ấy. Không phải ăn hết mà là bọn ếch này mồm nó rất là bé, cho nên nó chỉ ăn được những cái con ếch mới con cá và bé thôi. Con cá mình mua thì bao giờ nó cũng sẽ to hơn mồm con ếch để nó không ăn được. Nhưng mà cũng sẽ có một vài con cá nó hơi nhỏ nhỏ, con ếch kể cả nó không ăn được thì nó cũng sẽ không phải xé xác. Nó sẽ nó gần như thế, nó sẽ kiểu hút con mồi, bởi vì bọn ếch này nó không có lưỡi, nó không có răng, mà trong người nó có cơ chế kiểu như là để nó hút con mồi vào ấy, và nó dùng chân trước để nó đẩy vào ấy. Con nào mà to quá thì nó sẽ dùng chân sau, nó có ba cái móng ở chân sau để nó xé ra. Nhưng mà xé ra cái đấy nó chỉ áp dụng dành cho những cái xác thối thôi. Còn những con cá sống thì cái người nó khá là chắc, nhưng mà nó không xé ra được. Nó sẽ giết chết cá và con cá nó chết ở đấy thôi. Đó. Và đôi khi thì có con cá nó sợ quá nó nhảy mẹ ra ngoài. Nó nhảy được ra? Thì nó bơi từ dưới nó nhảy lên thôi, bởi vì nước mình để cao mà. Đó. Thì nói chung là cá ở trong này thì đối với tôi nó chỉ là một cái con pet của con ếch, kiểu đồ chơi của con ếch ấy. Đấy, cho nên là mình chỉ có tâm đến ếch thôi. Và thứ hai, từ đầu khi mà mình mới làm cái bể này ấy, thì có cái con mà sống ra nhất ở trong cái bể này là bọn ếch này. Và con cá dọn bể. Cái con tì bà beo ấy, nó bây giờ nó khá lớn rồi mà mình nhận ra nó là kiểu sót, là kiểu người ngắn ấy. Bán đi là khoảng mấy trăm nghìn, trong khi mình mua có mấy chục nghìn. Và có con ốc táo vàng này để một đống ở đây, cho nên là tôi đã mang con ốc táo vàng to đấy lên trên cái bể đảo rùa để tôi để trên đảo rùa rồi. Còn dưới này là một đống ốc nhỏ đó, cho nên là clip này thì tôi cũng sẽ giới thiệu với các bạn lại kỹ hơn về loài ếch móng vuốt châu Phi này nha. Đó, thì như anh em đã nhìn thấy thì đây tôi có hai con ếch này. Con này nhỏ hơn là cái con mà tôi mua từ đợt đầu tiên, từ đợt tháng 8. Con này là con vừa mới được vợ mua cho. Con này là cái con bị cụt tay, là cũng lại là paragame luôn. Con này cái cụt kiểu này thì chắc là mình nghĩ là bẩm sinh rồi, nên nó mới cụt được kiểu này. Mà tay nó lúc nào cũng vểnh vểnh lên như kiểu đang trào cờ ấy. Rất là dị luôn. Nhưng mà con này kiểu cạn người nhỉ. Và anh em biết phân biệt được cái bọn này kiểu gì không? Con đực ấy thì nó ở giữa đít nó không có gì lồi ra cả. Còn con cái ở giữa đít nó lại có cái lồi ra. Đấy. Đấy đúng rồi. Con đực thì là không có chim, còn con cái là còn lại có chim. Nhưng cái gì? Đó thì nó bơi lên để nó lấy không khí. Thì giới thiệu với mọi người, con này nó tên là ếch móng vuốt châu Phi. Tên tiếng Anh của nó là African Claw Frog, là ếch móng vuốt. Nó có đặt tên như vậy bởi vì là ở chân sau của nó có ba cái móng vuốt đen 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 xì. Tên khoa học của bọn này nó là Xenopus laevis.
Bọn này là loài ếch châu Phi sống dưới nước thuộc họ Pipidae. Tên của con này là bắt nguồn từ ba cái móng vuốt đằng sau chân này này, dùng để sải thức ăn, bởi vì bọn này nó hay ăn kiểu xác thối các thứ ấy. Ăn xác thối nhá. Từ Xenopus có nghĩa là bàn chân kỳ lạ, và cái chữ Leovit ở trong cái tên khoa học của nó có nghĩa là chân chu, người nó trơn và bàn chân kỳ lạ. Bọn này thì được tìm thấy trên khắp các vùng Sahara của châu Phi, bao gồm Nigeria, Sudan và Nam Phi. Tất cả các loài thuộc họ Pipidae đều không có lưỡi này, không có răng này, và nó ăn bằng cách là nó hút cái thức ăn vào trong mồm, xong rồi nó sẽ dùng cái chân trước để nó vào thức ăn vào như là cái dĩa ấy. Bọn họ này thì nó sẽ có đôi chân đằng sau rất là khỏe để nó có thể bơi lội vào các cái màng này. Đấy. Chân sau nó to hẳn luôn, kiểu như là giống như là mấy ông tập gym mà và tập chỉ tập mỗi người trên ấy. Thì con này nó ngược lại, nó chỉ tập mỗi chân thôi. Bọn này nó không có màng nhĩ hay bên ngoài, hay vào đó là các cái đĩa sụn ở bên dưới da có chức năng tương tự với màng nhĩ, và ngón tay cực kỳ nhạy cảm và khứu giác để tìm thức ăn. Vì bọn này nó ăn hay ăn kiểu đồ thối, cho nên là mũi nó ngửi thấy đồ thối là nó ra nó tìm thức ăn. Bọn này nó là loại động vật ăn xác thối và sẽ ăn hầu hết mọi thứ đang sống, đang chết hoặc là đã chết, nói chung là bất kỳ loại rác hữu cơ nào. Bọn này dọn rác khá là tốt. Về tình trạng bảo tồn của bọn này thì là cái lo bọn này nó được đặt trong cái tình trạng least concern, là LC ý, là ít được quan tâm nhất, là không ai quan tâm con này luôn, bởi vì nó số lượng nó nhiều, nó không kiểu như là tình trạng nguy cấp hay gì đấy. Bọn này kích thước thì con đực con nặng khoảng tầm 60g và dài khoảng tầm 56cm. Hay con đực đây. Con đực nhỏ hơn con cái à? Con đực nhỏ hơn con cái. Con cái thì lớn hơn nhiều, nặng khoảng tầm 200g và dài khoảng tầm 10-12cm. Con cái cũng có phần mở rộng ở vách ngăn cuối bụng, có nghĩa là có cái chim lòi ra này. Bọn này thì nó sẽ phát triển mạnh ở những cái nhiệt độ của nước khoảng tầm từ 15 độ đến 26 độ C. Nghĩa là nó cần nước khá là mát, cho nên là mình mới đẻ ở cái góc này, vì nhà mình thì nắng nó sẽ chiếu ngược lại như này đấy, thì sẽ không bị nắng chiếu vào đây. Và nhiệt độ vào mùa đông như này, nước này mình không cần phải sưởi, nhiệt độ nước khá là thích hợp để mà nuôi bọn này. Bọn này thì nó gần như là hoàn toàn sống dưới nước, nó chỉ ra khỏi mặt nước khi mà nó chuyển từ cái vùng vũng nước này sang vũng nước khác thôi. Mặc dù bọn này là không có dây thanh âm, có nghĩa là bọn này nó không thể kêu được, kiểu như không có dây thanh âm giống như là các bọn ếch khác hay kêu ồ bộp ấy, nhưng mà bọn này nó có thể phát ra cái âm, không hiểu là cái tần sóng âm hay như thế nào đấy, để thu hút con cái. Bọn ếch này về thức ăn ấy thì nó ăn xác thối, ăn động vật chân đốt sống hoặc là chết hoặc là sắp chết, nói chung là ăn tất cả mọi thứ có thể ăn được, các kiểu đồ hữu cơ ấy, kiểu như là cá nhỏ này, giun sâu dế này, hay là những con cá chết thối ra thì kiểu xác nó kiểu giữa ra rồi thì nó có thể xé ra được nó ăn đấy. Nhưng mà bọn này cực kỳ háu ăn và tấn công bất cứ thứ gì bơi ngang qua. Nếu mà anh em có thể nhìn thấy là trong bể này như này thôi, những con cá to đây, chứ còn bình thường tôi đẻ khá là nhiều cá bể màu mồi. Đây có còn vài con này, đây lên trên này đấy, cá bể màu mồi này. Nói chung là bọn cá bể màu mồi này thì tôi do vào rất là nhiều, nhưng mà sẽ biến mất sau cứ một ngày biến mất vài con. Bọn này cái ngón tay của bọn này được cực kỳ là nhạy bén luôn, kiểu như là cái cảm nhận của nó cực kỳ tốt ấy, để nó có thể tìm thức ăn. Về vấn đề sinh sản và phát triển thì bọn ếch này nó trưởng thành và mặt giới tính trong khoảng tầm từ 10 đến 12 tháng, và sau khoảng tầm 1 năm là được sai trưởng thành. Giao phối thì nó có thể bất cứ ngày nào trong 1 năm, nó không có mùa giao phối, nhưng mà phổ biến nhất là từ đầu mùa xuân đến cuối mùa hè, tùy thuộc vào vị trí, và có thể diễn ra đến khoảng tầm 4 lần trong 1 năm. Đây con cái ấy, ấy nó định lao vào nó tấn công con cá. Nữa, nhưng mà nó bọn này nó bơi, nó khỏe lắm, nó bơi đấy, nó bơi rất là nhanh và nó loạn hết cả các bể lên. Ngày trước anh em có nhớ là tôi có đẻ một đống cây vào không, nhưng mà cây trồng ở dưới này, bọn ếch này nó bơi, thế là nó làm cho cái cây nó bị bay hết ra ấy. Đấy, bọn này bơi rất là kinh khủng. Mỗi khi mà kiểu như là bình thường tối thì con ếch này nó thường hay đẻ, nó ngẩng mặt lên trời và nó treo người ở giữa không trung này này, thế là mọi người đi vào đây cứ tưởng là ếch bị chết trôi. Có nghĩa là nó đẹp để nó nhìn xem là có con mồi gì bên trên không, và nó nhìn xem có kẻ thù ở bên trên không để nó có thể chạy trốn. Con này này, con kia nó con cá nó nằm lên nửa. Bởi vì con cái nó dạng người hơn. Con này là con đực nó hơi sợ. Con này thì ếch nhìn bất cứ cái con nào ếch với là rắn các thứ mà sống ở dưới nước ấy, thì mắt nó thường là nó đưa hẳn lên trên luôn. Hai mắt ở trên lên trên này, chứ nó không kiểu hai bên như là bọn sống chim cạn. Khi giao phối thì khi đến chuẩn bị giao phối thì con đực sẽ kêu lên để thu hút con cái, và giao phối thường xảy ra vào ban đêm ở
nơi nước tù động kéo dài từ 3 đến 4 tiếng. Mặc dù bọn này là không giao phối theo như kiểu các con khác đâu, nó không kiểu đút ra đút vào đâu, nhưng mà bọn này giao phối sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tiếng. Con đực sẽ siết chặt con cái quanh vùng xương chậu, nghĩa là nó ôm ấy. Nó ôm chặt con cái xong rồi con ví dụ con cái nó đẻ. Ơ, vừa định đớp à? Ừ, nó định đớp con cá đấy. Nó định đớp con cá hồng hay con cá hồng này. Không được đâu nha. Khi mà bọn này nó muốn giao phối thì đấy, khi nó sau khi nó ôm thấy con cái nó đẻ ra khoảng tầm 500 đến 2000 trứng và con đực nó sẽ từ từ tưới. Trứng sau khi đẻ xong thì trứng sẽ có một lớp cái dính, nó dính vào cái vật thể như là lũa lết các thứ, và nó sẽ đẻ, nó sẽ nở trong vòng một tuần, và con nòng độc sẽ dài khoảng tầm 0.mấy cm gì đấy, rất là bé. Về tuổi thọ thì cái bọn ếch này nó có thể sống lên tới 15 năm, rất là lâu. Mình sẽ đẻ ở đây thoải mái. Đấy, con này nó đang muốn dùng cái tay phải của nó để đẩy vào, nhưng mà tay phải nó cụt. Nó không thể đẩy vào được. Nó lại ở bên xạ ấy, bên kia nhỉ? Nó đẩy không được kìa. Nó mới nuốt vào dần. Hình như con nhớ. Đóng như đấy, nó dùng cái tay trước của nó để nó làm cái dĩa, nó xúc thức ăn vào ấy. Rất là dịu luôn. Bình thường nuôi bọn này thì mình không cần phải cho ăn, mà là mình sẽ cho nó cám mồi nhỏ vào để nó tự ăn ấy. Nhưng mà đây là quay clip thì mình sẽ cho ăn kiểu này, kiểu như để chơi cùng, nó khá là vui. Đấy, đấy. Mình toàn nhiều con cụt tay nhưng mà nhìn cũng đáng yêu nhỉ. Toàn que cụt. Đây mà, đây mà. Anh đang câu ếch, câu được ếch rồi. Cái con này nó không có răng cho nên là không thể giữ con mồi của đấy được. Thế là bọn này nó thường nó ăn xác chết. Và nếu ăn cá nó chỉ ăn được cái nhỏ thì nó hút thẳng vào luôn để nó giữ được ấy. Cứ bình thường không có răng thì sao mà cắn nó giữ con mồi được. Anh làm lại một cái để cho mình đi lên đi. Bọn này nó khá là hay. Ngày xưa mình cũng rất là thích lộn này, nhưng mà toàn là cái bọn mà tiêm phẩm màu, bơm màu các thứ ấy, nên bọn ấy sống rất là nhanh chết. Ôi. Nó bơi đây này, nó đang như con chết trôi. Ừ, nó cười thôi, trôi, thả trôi luôn ấy. Ừ. Nước nước thế nào nào. Ôi, nhìn người là xinh đấy. Ôi, nó bị ngớ ngơ rồi. Đây, bây giờ thử cho con đực ăn, xem là con đực ăn không nhá. Con đực này nó rất là nhát. Con đực này thì đầy đủ chân tay. Bọn này thì thường hay chui rúc các thứ vào hang, với hang hốc với cả dưới lớp nền ấy. Nhưng mà và ngoài là ngụy trang cực kỳ tốt luôn, nhưng mà đây là cái con, những cái con kiểu albino là kiểu bạch tạng ấy, cho nên là nó không ngụy trang tốt được nhờ ngoài tự nhiên. Thôi con đực cái mẹ nó cho nó. Đây, quay ra con cái này. Đấy, con cái đớp nhanh lắm. Cái tham ăn. Ôi. Rồi. Có một cái fun fact khá là hay là bọn này ấy, đôi khi là nếu mà cái ao nước cạn ấy, thì bọn này nó có thể đào sâu xuống lớp bùn ở bên dưới và nó có thể gọi là ngủ kiểu như là gần như ngủ đông ấy trong vòng một năm luôn, kiểu như là ví dụ cái ao nước tù động của nó mà bị cạn nước ấy, nó đào hẳn xuống lớp bùn để nó nằm ở dưới đấy luôn. Nên nó không cần ăn uống gì cả trong một năm luôn. Nó kiểu nó nằm im bất động luôn, như chết luôn ấy. Đó là da của này nó có thể tạo ra một cái chất kháng sinh giúp cho kiểu như vết thương nhanh lành ấy. Bởi vì chắc là cái đấy là một cái cơ chế bảo vệ của nó, bởi vì bọn này nó hay sống ở trong vùng nước tù động mà rất nhiều vi khuẩn, kiểu như là
nước vùng nước không có luân chuyển nước thì nó sẽ nước rất là bẩn, có rất nhiều vi khuẩn, có cả xác chết các thứ nữa đúng không, và cùng xác chết nữa, thế là rất nhiều vi khuẩn. Và ví dụ da mà bị rách các thứ mà dính vi khuẩn là dễ chết lắm. Nhưng bọn này nó có thể sản sinh ra một cái kháng sinh, nó giúp kháng lại những cái vi khuẩn đấy và da nó sẽ lành nhanh hơn. Không biết là con người có nghiên cứu gì về kháng sinh của bọn này không, mình nghĩ là có. Hay phết, da bọn này nó có là bọn này chống chọi được với cả bọn vi khuẩn cực kỳ tốt. Cho nên là này, những cái con ếch này anh em tôi biết là những anh em nào mà biết về ếch này thì thường thích, rất là thích những hai con này của tôi. Bởi vì hai con này của tôi nó là những hai con lớn rồi và nó sống rất là khỏe mạnh, và đây là albino là không bị dính màu. Nhưng mà không phải là tôi mua con không bị dính màu đâu, mà con này, hai con này tôi chắc chắn với anh em luôn là ngày xưa nó cũng bị tiêm bơm màu. Nó hết dần à? Nó sẽ hết dần. Và con này, hai con này nó sống sót được là bởi vì là nó sổng ra, kiểu như là hai con này nó ở trong hàng cá cảnh ấy, và nó sổng ra khỏi cái bể. Còn những cái con mà người ta mà không bán được mà không sổng ra ấy, thì nó chết dần chết mòn. Cái con này là con sổng ra và nó chui xuống cái chỗ bể cống của cái hàng cá cảnh đấy. Như là đầu tiên tôi đi mua, tôi quay cho anh em xem là người ta vớt ở dưới cái đường ống cống lên ấy. Thế là cái ông người ta vớt ở đường ống cống lên à? Thì những con mà nó sổng ra nó chui xuống dưới đấy thì nó mới sống được đến lớn như thế này. Còn lại héo hết rồi, héo rồi, héo dần, héo mòn rồi. Người ta sẽ tiêm vào cho đẹp hơn hả? Màu đẹp hơn. Màu sặc sỡ, màu sặc sỡ, đúng rồi. Thì đã nhiều người mua nhưng mà đây là màu nguyên bản của nó. Đây không phải màu nguyên bản, đây là con này là albino, nó là bạch tạng. Màu nguyên bản của nó là màu nâu nâu sạm sạm và có hoa văn. Nhưng mà bạch tạng này thì khi tiêm màu nó dễ tiêm màu hơn, giống như kiểu mình đi nhuộm tóc thì mình phải tẩy tóc ấy. Đấy. Và sau khi tiêm màu tâm như thế thì sau một thời gian thì nó cũng sẽ kiểu như là nó phai đi, cũng giống như mình tẩy tóc thôi. Đấy, cũng như mình nhuộm tóc thôi. Và tiêm vào như thế nó dễ chết nhỉ? Đúng rồi, thì cái tỷ lệ sống nó rất là thấp. Và mình rất là may mắn khi vớ được hai con này, phải là con đợt một cặp được cái luôn. Cho nên là mua đắt hơn bên ngoài một tí mình cũng chả vấn đề gì cả. Đây mình mua 50 một con thì cũng đắt hơn một tí, mà nó không đáng bao nhiêu cả ấy. Mình nhớ ngày xưa là mình đi mua ếch này ở ngoài hàng cá cảnh ngoài Hà Nội là rơi khoảng tầm 20-30 nghìn một con ấy. Nhưng về đây 150 mà bọn này nó cũng về màu albino mà khỏe mạnh như này thì có ok, chả có gì là lăn tăn cả. Cho nhiều con thường được không? Được, nhưng mà đẻ cho nó đẻ à? Nhiều con không đẻ à? À nhiều con một chuồng à? Ừ. À anh kể em bảo là một con một chuồng. Nhiều con một chuồng thì nó bơi thì đẹp. Cũng được, nhưng mà có nghĩa là mình cần một cái ví dụ như là hai con này ở trong một chuồng này là vừa đủ cho nó. Nó có phải có không gian ấy. Còn nếu mà nhiều con hơn thì mình sẽ cho vào cái chuồng to hơn. Đấy, kiểu kiểu như thế. Tôi thề với anh em luôn là những anh em mà thích chơi ếch mà ở Việt Nam mà để mà kiếm được những con như này thì cực kỳ khó. Khó vãi luôn. Hầu hết toàn màu hồng với màu xanh lá cây cơ mà. Trông nó khá là bắt mắt, nhưng mà nó bọn đấy nó khó nuôi sống lắm. Cho nên là tôi chơi hai con này tôi chơi đủ thủ mình à, nhưng mà tôi rất là tự hào về điều đấy. Tôi thay chụp ảnh lên để đăng lên khoe những anh em hội X mà muốn chơi con này mà không có mà chơi. À, tôi mong là đằng sau có thể con này mà đẻ thì tôi sẽ bán lại cho anh em với giá 100 nghìn một con chẳng hạn. Đều thế. Bao sống bao khỏe mạnh như thế. À, ui. Nói chung là mình lúc đầu mình chỉ định mua một con thôi, bởi vì là khi mà muốn mua ở cái hàng mà tôi chơi cùng ấy, hàng ếch mà tôi chơi cùng ấy, hàng cá cảnh của tôi chơi cùng ấy, thì người ta lại phải vớt ở dưới cống lên, bởi vì toàn là con ếch sổng không. Thế là may quá hôm sau đến thì cái thằng đấy nó bảo là anh ấy có ếch này cũng to lắm, thế là mình ra xem thì đúng một cái luôn. Thế là thôi bích về luôn thôi, nên cho thành một đôi, mong là nó sẽ đẻ đấy. Nhưng mà thỉnh thoảng ra đây ngồi ngắm ếch cũng vui phết. Bọn ếch này nó như con dở hơi. Nhìn dị nói chung là nhìn nó ngáo ngơ. Ừ, nhìn nó chứ. Nhất là con này. Nhất là con ếch cá mới về, nó rất là ngáo ngơ. Còn con ếch đực thì nó hay trốn hơn. Nhìn nó cười nhỉ? Nhìn nó bị. Mà tay nó cũng được cột xong nó cứ giơ này như kiểu trong cờ ấy. Nó giơ đúng như này luôn. Không, nó giơ thẳng lên. Đây. Đấy, nó giơ đúng như này luôn. Hồi giơ này nhiều mỏi tay ấy. Đã mỏi tay à? Và con này nó hay như thế này. Nó cứ lơ lửng ấy. Đúng rồi, nó hay như thế này để nó xem con mồi và nhìn nó xem kẻ thù. Thế là khi nào mà bọn này nó kiểu như nó đỡ sợ người ấy thì nó sẽ lơ lửng như thế này. Và những con kia chẳng bao giờ thấy nó lơ lửng luôn anh ạ. Có. Có hả? Nửa đêm ấy mà tắt điện rồi ấy, nó mới ra. Kiểu như là bọn này nó sống về đêm mà.
Còn cái con kia có lần á, thấy nó lơ lửng lâu quá là lâu tưởng nó chết. Tức là khả năng thị lực của bọn này nó rất là kém. Nó kiểu là nó sẽ đánh giá bằng mùi và xúc giác ấy. Nghe xa lắm, mình thấy là... Đấy, để gần thấy là bước ngay. Công chúa lắm ơi. Đã thấy con béo ú ấy chứ. Đấy, tôi có thể nói nếu mà anh em mà không biết con không biết phân biệt được cái của ếch thì tôi sẽ có thể nói với anh em đây là dương quái. Dạ đấy. Cụt tay cụt đúng tay phải luôn. Cụt tay rồi thế. Ừ. Kia là tiểu long nữ. Trên đâu, con này là con cái mà. Ừ thì nếu mà không anh em mà nào mà không biết giới tính ấy. Ở trong bể này thì ngày trước tôi có set up thêm cây cối cho nó sinh động. Nhưng mà bọn này ấy khi mà cây cối mà mình trồng xuống dưới lớp lót đèn này. Bởi nó chỉ bơi đúng một vòng thôi là cây bay lên hết. Kiểu mấy cây rong riếc này kia với cả cây linh tinh ấy. Mà nó không nặng ở bên dưới nó sẽ bị lơ lửng đây như này này. Đúng như này luôn này. Tôi lười, tôi còn không phải thèm trồng lại luôn, tôi để cái mẹ nó như này luôn. Vì nó cứ bơi đúng một vòng là nó bắt đầu cây nó đúng lại như này. Đấy. Nói chung là để mà nuôi bọn ếch này thì cực kỳ nhàn. Nếu mà anh em nuôi theo kiểu tôi là cứ thỉnh thoảng lại cho thả thêm một ít cá bể màu mồi vào thì mình chả phải chăm sóc gì luôn. Anh bắt nó ra ngoài à? Con này nó có cắn không? Không, con này làm gì có răng đâu. Nó có mồm nhưng nó không có răng. Nó chỉ mút mút thôi đúng không? Ừ. Đâu có mút được. Ồ, ở bên ngoài nó vàng luôn ạ. Ừ, albino mà. Nhưng mà ở trong nước thì mình là trắng phớ. Con này chân cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Nó đạp cho thì... Ôi, nó có móng chân đây này. Ừ, đấy, chính vì vậy cho nên nó mới được gọi là ếch móng vuốt. Đấy, đây là móng chân đen này. Từ từ đã. Đây, ba móng, ơi. Con này nó có thể ra ngoài cạn một thời gian ngắn. Đây, ơi. Cái móng này nó khá là nhọn. Và nó cứng để nó có thể cào xé con mồi ra. Ờ, ba móng chân này. Một bàn nó có ba móng thôi à? Mỗi bên có ba móng chân. Cơ cho nó vào trong này. Đấy. Nhưng mà bọn này để nuôi để nhìn ngắm khá là hay. Và tôi đã thêm hệ thống thêm cả đèn rồi thêm cả lọc vào rồi thì thoải mái. Mình không phải thay nước nhiều. Ngày xưa thì mình nuôi theo kiểu không có lọc nên là mình thay nước nhiều quá. Mình mệt nên là mình đã phải mua thêm lọc. Thỉnh thoảng khách hàng vào đây chụp ảnh mà ngồi mà nhìn thấy bể ếch này tưởng là có con ếch nhảy vào chết trôi trong này. Thêm nhiều cá nữa thì mới sinh động. Nếu mà mình thêm nhiều cá vào ấy thì cũng phải thêm tiền, thêm rất là nhiều tiền. Thế là mình chỉ mua những cái con cá khoảng tầm 5.000, 10.000, 20.000 một con thôi. Bởi vì mình biết chắc là bọn cá này nó sống trong này không được lâu. Nếu mua được cá mồi bể màu như người trước ấy nhỉ? Cá coi mồi ấy thì thả nó chết vấn đề cái mẹ nó. Ừ. Ai bán nhớ liên hệ với Duy nhá. Cái thả bể này rất là sinh động nhỉ? Cá coi mồi, anh em nhé. Để tôi còn thả đảo rùa nữa cơ. Hay bán nhớ liên hệ với tôi. Đấy. Ok, clip này đến đây là kết thúc rồi. Mình chỉ khoe là mình đã mua được thêm một con... đã giữ là con vợ cho thằng con ếch ở nhà. Đấy. Và mong là sau này nó sẽ đẻ. Bởi vì bọn này đạt được chất thức trưởng thành rồi. Đó, tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau nhá. Anh có thể chậm hơn được không? Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nhá. Nhớ donate cho tôi bằng cách tham gia hội viên của kênh chỉ với 30.000 đồng một tháng, không cả bằng một cốc trà sữa mà các bạn uống một ngày. Chúng ta đã có thể donate cho YVN TV để có những thứ tốt nhất dành cho con pet của YVN TV và những con pet được YVN TV nhận nuôi về sau này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Yeah.